Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của nhà khoa Thúy Anh. Chỉnh nha trẻ em hiện nay đang là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt là điều trị khớp cắn ngược. Đây là một sai lệch khớp cắn phổ biến, có thể do bẩm sinh hoặc do một vài thói quen xấu khi còn nhỏ. Mặc dù các bé chưa đạt đến đỉnh tăng trưởng, nhưng chúng ta vẫn tiến hành chỉnh nha sớm cho bé, đưa răng về khớp cắn sinh lý, định hướng xương hàm, cung răng phát triển tốt, tránh những sai lệch về xương và răng sau này. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng quan sát một trường hợp của bạn nhỏ khách hàng đang chỉnh nha tại phòng khám nhé. Bạn nhỏ của chúng ta sinh năm 2012. Trước tiên, chúng ta sẽ quan sát hình ảnh mặt ngoài và hình ảnh trong miệng răng ban đầu của bạn. Qua hình ảnh có thể thấy, bạn nhỏ cắn ngược khá rõ. Trên hình ảnh mặt ngoài, ta thấy môi dưới của bé đưa ra phía trước rất nhiều. Còn hình ảnh trong miệng, răng cửa dưới chùm lên vùng răng cửa hàm trên. Kiểm tra phim X-quang panorama của bé, có thể thấy rất rõ những mầm răng chưa thay. Bé đã mọc được một vài chiếc răng 6 và đây là hàm răng hỗn hợp, vừa có răng sữa, vừa có răng vĩnh viễn. Bên cạnh đó, hàm trên hơi thiếu khoảng một chút, nhưng bé còn phát triển nữa, vì vậy mình sẽ theo dõi dần, chứ chưa can thiệp quá nhiều trong những trường hợp như thế này để nong hàm. Cùng quan sát tiếp đến phim cephalomatrix để xem bạn nhỏ của chúng ta có bị ngược xương không nhé. Dựa vào phim cepha, tình trạng của bé không bị ngược xương, tương quan hạng 1 nên là xương tốt, nhưng bé lại có tình trạng cắn ngược răng, chủ yếu là bị chìa răng cửa hàm dưới. Để giải quyết vấn đề ngược răng nhưng tương quan xương ổn như thế này, bác sĩ chỉnh nha của chúng tôi sẽ sử dụng khí cụ đặc biệt. Ở buổi hẹn trước, bác sĩ đã tiến hành lắp khí cụ hàm trên để bé làm quen. Khí cụ này bao gồm một máng nâng khớp ở vùng răng hàm, được thiết kế đều cả ở hai bên và có móc treo ở vị trí răng 6. Còn ở hàm dưới, bác sĩ sẽ dùng khí cụ kim loại, có một móc nhỏ ở vùng răng 3, mục đích dùng để đeo chun lên móc ở hàm trên. Khi bạn nhỏ của chúng ta đeo khí cụ này, vùng nâng khớp sẽ giúp mở khớp cắn của bé để vùng răng cửa không còn chồng lên nhau. Chúng ta cũng có cơ hội trượt hàm dưới ra đằng sau. Cung kim loại bên ngoài cũng giúp kiểm soát trục răng cửa. Bạn nhỏ này còn thường có tật đầy lưỡi, vì vậy khi chỉnh nha, bé cũng sẽ được hướng dẫn đặt lưỡi sao cho đúng cách. Trục răng cửa của bạn cũng sẽ được kiểm soát tốt hơn. Sau khi bạn nhỏ đã lắp khí cụ cả hàm trên và hàm dưới, nha sĩ sẽ bắt đầu sử dụng chun để kích hoạt khí cụ. Chun được sử dụng là chun liên hàm. Mức độ lực sẽ thay đổi theo yêu cầu của bác sĩ. Chun được móc từ vị trí khí cụ hàm trên đến khí cụ hàm dưới ở cả hai bên. Chiếc chun này có thể tháo ra khi ăn hoặc vệ sinh răng miệng. Sau đó, bạn nhỏ có thể tự đeo trở lại bình thường. Khí cụ này khá đơn giản và được đeo cố định trong miệng, nên khi ăn uống sinh hoạt, bé cũng hoàn toàn cảm thấy thoải mái. Con có khó chịu không? Không. Bình thường thôi đúng không? Ừ. Ok, bây giờ cô sẽ hướng dẫn mình đeo chun này. Con cầm gương nhé. Đeo như hôm trước cô hướng dẫn thôi đúng không? Đeo từ cái móc hàm trên này, đeo xuống cái móc hàm dưới nhé. Hai bên này. Tự đeo được đúng không? Ừ, ok. Chúng ta sẽ cùng chờ xem thời gian tiếp theo, khớp cắn của bạn nhỏ này sẽ thay đổi như thế nào nha. Hãy cùng follow kênh YouTube của nha khoa Thúy Anh để biết thêm các kỹ thuật trong chỉnh nha các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.